Thảo cùng chương trình Nhịp sống đô thị. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, là cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị. Dự kiến đến năm 2035, huyện Yên Thành sẽ có 6 đô thị, bao gồm 1 đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh. Mở rộng không gian đô thị Yên Thành theo hướng đô thị thông minh, hiện đại, phù hợp với truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa là câu chuyện mà vấn đề đô thị tuần này sẽ đề cập. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo quyết định số 16/2022 của Chính phủ, từ ngày 28 tháng 1 năm 2022, phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục, không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định. Bộ Xây dựng vừa ban hành chỉ thị số 01 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm và kỷ luật đối với người đứng đầu các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch được giao, nếu không có lý do bất khả kháng. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023, phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao. Thành phố Hà Nội dự kiến chi gần 1.900 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu hàng năm xử lý từ 7 đến 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông. Theo quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15 tháng 4 năm 2022, để được xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh, phải đạt 9 tiêu chí về quy hoạch, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, thông tin, truyền thông, việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đến năm 2035, tỷ lệ đô thị hóa ở huyện Yên Thành sẽ đạt 21,2%. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Yên Thành đã và đang triển khai các dự án phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình trọng điểm, liên kết vùng để mở rộng không gian đô thị. Khu đô thị kiểu mẫu của huyện Yên Thành được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, hiện đã đạt trên 60% khối lượng. Dự án khu đô thị tại xã Văn Thành với diện tích gần 25 ha, tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An công bố danh mục dự án sử dụng đất để kêu gọi nhà đầu tư từ cuối năm 2021. Dự kiến đến năm 2035, huyện Yên Thành sẽ có 6 đô thị, trong đó có 1 đô thị trung tâm phát triển trên cơ sở nâng cấp thị trấn Yên Thành và 5 đô thị vệ tinh. Dự kiến tháng 6 năm 2022, thì các cái đô thị vệ tinh sẽ được thông qua phương án quy hoạch lấy ý kiến cộng đồng của dân cư, sẽ cố gắng là phê duyệt các cái đoạn quy hoạch vệ tinh vào cuối năm 2022. Huyện Yên Thành có vị trí đặc biệt là trung tâm tiếp giáp với 5 huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghi Lộc, Tân Kỳ. Phát huy lợi thế này trong công tác quy hoạch, huyện quan tâm đến phát triển liên kết, đặc biệt là liên kết giao thông, liên kết vùng để Yên Thành trở thành trung tâm phát triển. Hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng theo hình thức BT, hợp đồng xây dựng chuyển giao. Các tuyến đường thị trấn đều được đặt tên đường để từng bước hoàn thành các tiêu chí đạt đô thị loại 4. Với sự phát triển của thị trấn Yên Thành thì các cái đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa, liên kết với các xã là đi lại thuận tiện, nâng cao cái đời sống của người dân trên địa bàn của thị trấn cũng như là các xã lân cận. Kết cấu giao thông ở trên địa bàn thị trấn đã là liên kết với các xã xung quanh, đặc biệt cái tuyến là từ là trung tâm thị trấn về các xã phía bắc của huyện Yên Thành đã tạo nên cái kết nối giao thương về kinh tế. Đó là một cái bước ngoặt để nâng cao cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương thị trấn Yên Thành nói riêng và cả huyện Yên Thành nói chung.
Hiện nay huyện Yên Thành cũng đã hoàn thành quy hoạch định hướng phát triển không gian thành 5 vùng phù hợp với tiềm năng, điều kiện kinh tế xã hội, đặc thù về đất đai, cơ sở hạ tầng của từng vùng. Đây là cơ sở để chính quyền các cấp xác định tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, định hướng, phương án phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm phát triển bền vững. Là căn cứ để nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân huy động các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện tại thì Yên Thành cũng đã ưu tiên thu hút một số các nhà đầu tư, các cái đô thị hiện đại, cùng với các cái khu dân cư, nông thôn tập trung ở các cái trung tâm kinh tế của xã. Thì sau này nó sẽ dần tạo đến một cái bộ mặt thay đổi lớn trong cái nhịp sống hiện đại. Cái việc đô thị hóa không phá vỡ cái bản sắc, để làm thế nào mà cái cảnh quan cũng như là cái cuộc sống của người dân ấy, nó không bị ảnh hưởng về vấn đề môi trường, mà là phải làm thế nào được cái vấn đề môi trường nó phải tốt nhất, rồi cả cái điều kiện sống nó tốt nhất. Phát triển đô thị là một trong những động lực tăng trưởng mới ở Yên Thành, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đưa huyện Yên Thành phát triển nhanh và bền vững. Phần cuối của chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một ngôi nhà có thiết kế liên hoàn và đồng nhất giữa các khoảng không gian, kết hợp tinh tế giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, với điểm nhấn là hàng rào cây xanh. Xin được cảm ơn showroom Hùng Túy, công ty cổ phần Sài Gòn Trung Đô Vinh, công ty cổ phần xi măng Vicen Hoàng Mai đã đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.